Minh Phi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 4 tháng 5 2016 trên kênh truyền hình FBNC. Minh Phi xin mời quý vị cập nhật những thông tin nổi bật ngay sau đây. 4 tháng đầu năm 2016, cả nước thu hút gần 7 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thị trường bất động sản chứng kiến sự quay trở lại của dòng căn hộ hạng sang. Thu nhập người Việt Nam ở đâu sau 30 năm đổi mới? Thưa quý vị, theo WDI, hệ thống thống kê các chỉ báo phát triển thuộc Ngân hàng Thế giới, trong gần 30 năm qua, khoảng cách GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã thu hẹp đáng kể so với các nước khác trong khu vực, nhưng lại giãn ra so với Trung Quốc. Vậy phải chăng Trung Quốc đang tăng trưởng quá nhanh quá nóng, còn Việt Nam quá chậm quá cẩn trọng? Và đến bao giờ thì thu nhập của người Việt Nam đuổi kịp một số nước phát triển tại ASEAN? Theo tổ chức thống kê các chỉ báo phát triển của các quốc gia WDI, trong gần 30 năm qua, khoảng cách GDP bình quân đầu người Việt Nam tính theo ngang bằng sức mua đã thu hẹp đáng kể so với các nước ASEAN. Vào năm 1990, thu nhập bình quân của người Việt chỉ bằng 1/24 của Singapore, 1/10 của Hàn Quốc, 1/7 của Malaysia và khoảng 1/5 Thái Lan. Nhưng đến năm 2013, khoảng cách này đã được rút ngắn. GDP bình quân đầu người Việt Nam đã vươn lên bằng 1/15 Singapore, 1/7 của Hàn Quốc, 1/4 Malaysia và khoảng 1/3 so với Thái Lan. Theo các nhà phân tích và cả giới doanh nghiệp, không thể phủ nhận đây là kết quả tất yếu của 30 năm đổi mới kinh tế. Trong suốt 30 năm đổi mới kể từ năm 1986 thì có thể nói là có một cái bước đột phá trong cái đổi mới cái môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, và chúng ta đã thực sự bắt đầu một cái quá trình chuyển sang cái kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, và có thể nói là sự hình thành phát triển ngày càng đông đảo của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của công cuộc đổi mới. Và cùng với cái quá trình nỗ lực đổi mới cải cách trong nước thì chúng ta đã tham gia rất nhiều những cái hiệp định thương mại tự do, bắt đầu từ WTO rồi các cái hiệp định thương mại tự do mới hiện nay. Nếu mà nhìn 30 năm đổi mới á, thì về cái tốc độ tăng trưởng GDP á, tức là tổng sản phẩm trong nước á, của Việt Nam thì là gần như là, nếu mà tính các quốc gia mà có dân số từ khoảng 20 triệu trở lên ấy, thì Việt Nam chỉ đứng đằng sau Trung Quốc thôi. Đó là như thế. Chính vì vậy khoảng cách Việt Nam với một số nước khác ấy, thì nó giảm đi đáng kể. Thật vậy, trong khi khoảng cách GDP bình quân đầu người giữa Việt Nam với hầu hết các nước phát triển tại ASEAN đều thu hẹp, thì so với Trung Quốc, khoảng cách lại giãn ra. Nếu như đầu thập niên 90, thu nhập bình quân đầu người Trung Quốc gấp 1,1 lần Việt Nam, thì đến năm 2013 đã gấp 2,3 lần. Vì sao lại như vậy? Phải chăng do Việt Nam tăng trưởng quá chậm và cẩn trọng khi chỉ đạt được mức tăng GDP hàng năm từ 6 đến 6,5%, còn Trung Quốc liên tục trên 10%? Nếu nhìn vào chỉ số xếp hạng quản trị của Ngân hàng Thế giới, thì Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia được xếp hạng gần như tương đương nhau. Về mức đầu tư cũng như các điều kiện khác, Việt Nam và Trung Quốc cũng gần giống nhau. Như vậy, lẽ ra quốc gia nhỏ hơn phải linh hoạt hơn, có thể tạo tốc độ tăng trưởng cao hơn. Do đó, cũng theo nhà nghiên cứu từ Fulbright, khả năng câu trả lời nằm ở chỗ việc sử dụng nguồn lực trong đầu tư và phát triển của Việt Nam kém hiệu quả hơn. Nếu mà chúng ta nhìn ở cái khía cạnh môi trường, khía cạnh bất bình đẳng và những trục trặc trong xã hội ấy, thì là chúng ta, đặc biệt là vấn đề môi trường, thì chúng ta biết một cái điều là coi như là Trung Quốc có gặp rất nhiều vấn đề về môi trường. Thì theo tôi được biết đấy, có một thời gian là Trung Quốc người ta định là các địa phương là tính cái chỉ tiêu là tăng trưởng xanh, tức là phải tính GDP thì trừ vào những cái yếu tố môi trường, thì gần như là tất cả các nơi họ đều âm hết. Và cũng theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, nếu nhìn sang bài học từ Ai Cập, có thể thấy 30 năm dưới thời tổng thống Hosni Mubarak 1981-2011, Ai Cập bình quân tăng trưởng được khoảng 5% một năm, tức thuộc vào nhóm tăng trưởng cao của vùng Bắc Phi và Địa Trung Hải. Nhưng do các cải cách về nhà nước không theo kịp các hoạt động kinh tế, nên chính phủ này đã bị thay thế chỉ trong chưa tới 20 ngày sau các cuộc biểu tình của người dân nổ ra. Hãy học hỏi những bài học kinh nghiệm tốt nhất của các nước để có thể nâng cao cái chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Và tôi nghĩ là có lẽ là cái giai đoạn đầu tiên của quá trình đổi mới trong 30 năm qua là quá trình chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường. Và bây giờ sẽ là một cái quá trình chúng ta nâng cấp cái thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam theo những cái chuẩn mực tiên tiến nhất trên thế giới. Cho nên hướng tới cái chuẩn mực thế giới
và đáp ứng cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Khi mà GDP bình quân đầu người khoảng chừng 10 đến 15.000 đô la thì lúc đấy cái tầng lớp trung lưu nó sẽ phát triển lên. Cái nhu cầu tham gia của người dân nó sẽ tăng lên. Nếu mà không có một cái cơ chế, đó một cái cách để bao gồm cái sự tham gia của người dân đó có lợi cho cái sự phát triển của nền kinh tế thì có khả năng nó theo cái hướng ngược lại. Và Việt Nam cũng nằm trong cái ngưỡng là sắp đến 10.000 đô la rồi. Đó, 10 đến 15.000 đô la là chúng ta sắp ở cái ngưỡng đó rồi. Thành muốn gì muốn, tức là cái thể chế chính trị của chúng ta, cái thể chế chung của chúng ta phải chuẩn bị cho sự tham gia nhiều hơn của người dân. Như vậy, liệu chúng ta có cần một tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh và phải trả giá cho các vấn đề về môi trường cùng những trục trặc có liên quan về xã hội hay không? Đó là câu hỏi lớn dành cho các nhà kinh tế và những người làm chính sách. Chỉ biết là với tốc độ phát triển như hiện nay thì Ngân hàng Thế giới dự báo thu nhập bình quân đầu người Việt Nam trong khoảng 20 năm tới, tức đến năm 2035, có thể lên mức 18.000 đô la Mỹ. Hiện tại, GDP đầu người tính theo ngang bằng sức mua bình quân của thế giới ở khoảng từ 12 đến 15.000 đô la, Việt Nam đang ở ngưỡng gần tới 6.000 đô la. Nếu cứ duy trì tăng trưởng ở khoảng 6,5% một năm, thì sau 36 năm nữa, thu nhập đầu người Việt Nam bằng Singapore hiện nay, 25 năm nữa mới bằng Hàn Quốc bây giờ và 20 năm nữa mới được như Malaysia ngày nay. Mặc dù mới chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu của sản phẩm bất động sản trên thị trường, nhưng sự ra đời của những căn hộ hạng sang luôn thu hút công chúng, bởi đó không chỉ là một chốn an cư thông thường mà còn là hiện thân của sự khác biệt và tính sáng tạo của chủ đầu tư nhằm đáp ứng những đòi hỏi khó tính nhất của giới khách hàng đẳng cấp. Sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường đang chứng kiến sự quay trở lại của dòng căn hộ hạng sang với mức giá lên đến hơn 6.000 đô la một mét vuông. Nếu như nhìn thị trường bất động sản theo hình tháp thì đỉnh tháp chính là phân khúc nhà ở hạng sang, chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong cơ cấu sản phẩm. Trong thời gian thị trường đóng băng, dòng bất động sản hạng sang hầu như vắng bóng, nhưng với sự tăng trưởng mạnh mẽ thời gian gần đây thì các sản phẩm này đã bắt đầu quay trở lại. Đây là điều được bà Dương Thùy Dung, giám đốc nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE chia sẻ khi nhận định về thị trường bất động sản quý 1 2016. Chúng ta nhận thấy là có những cái dự án có thể nói là rất là đặc biệt được chào bán ra thị trường, ví dụ như là dự án căn hộ rất là cao cấp tại khu vực quận 2, The Nassim, hay là dự án Madison ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh quận nhất với mức giá bán từ 4.000 cho đến 5.000 đô, thậm chí có căn lên tới 6.500 đô một mét vuông. Cái dự án ở khu vực Ba Son là cái dự án mà giới bất động sản nói rất là nhiều, thì cuối cùng nó cũng được ra mắt thị trường với cái mức giá dao động từ 4.000 đến 5.000 đô một mét vuông. Nói về sự trở lại của phân khúc căn hộ hạng sang, đại diện Sơn Kim Land, chuyên phát triển các dự án bất động sản hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, đây là bước phát triển tất yếu. Thị trường căn hộ siêu sang thì theo tôi nó là cái tất yếu phát triển ở trong cái lĩnh vực bất động sản. Khi cái nhu cầu của những cái khách hàng thượng lưu đó, họ muốn được có một cái dự án không những là đạt cái chất lượng về cao cấp mà đảm bảo những yếu tố về an ninh 24 giờ trên 7 cũng như là đầy đủ tất cả những cái tiện ích dịch vụ, thì nhìn ở những cái quốc gia xung quanh như là Singapore, Hồng Kông và Thái Lan có rất là nhiều những cái tỷ phú, họ có những cái biệt thự hay là những cái bất động sản ở những cái khu vực danh tiếng. Tuy nhiên họ vẫn thích chuyển sang sống ở tại những khu căn hộ siêu sang vì ở đó họ tìm thấy được những cái yếu tố mà những cái villa đơn lập hoàn toàn không có được. Đa số các chuyên gia đến từ các hãng nghiên cứu và tư vấn bất động sản đều xếp căn hộ hạng sang có mức giá từ 3.500 đô la một mét vuông trở lên, tùy thuộc vào vị trí đất. Tuy nhiên giá cả mới chỉ là một yếu tố do phụ thuộc khá nhiều vào vị trí. Một căn hộ hạng sang còn phải đảm bảo được những yêu cầu về mặt an ninh, tiện ích, dịch vụ cũng như tính riêng tư cho chủ nhân. Khi mình nói tới căn hộ siêu sang thì phải nói tới cái tính riêng tư, cái tính an ninh. Cái số lượng căn hộ phải ít vừa đảm bảo được là những cái cộng đồng ở trong căn hộ siêu sang đó phải là những cộng đồng mà có cùng một cái đẳng cấp. Những cái mô hình căn hộ siêu sang thông thường là họ sẽ có những cái yếu tố cơ bản như sau. Cái thứ nhất là an ninh 4 lớp. Cái thứ hai nữa là thang máy riêng đến từng căn hộ. Cái vấn đề thứ ba nữa là phải đảm bảo được một cái bãi đậu xe hơi và dịch vụ hàng ngày 24 giờ trên 7 từ những cái dịch vụ về quản lý cảnh quan cho tới lau chùi dọn dẹp nhà ở, những cái dịch vụ trợ giúp như là đặt vé máy bay, đặt nhà hàng để mà đáp ứng được cái nhu cầu của cái khách hàng là những người thượng lưu thì họ rất là bận rộn và những cái nhu cầu đó, những nhu cầu hàng ngày của họ. Với việc thị trường bất động sản đang nghiêng dần về phân khúc cao cấp, không ít chủ đầu tư đã tự xếp sản phẩm của mình là hạng sang.
Theo Mark Townsend, tổng giám đốc CBRE, thì đây là một sự nhầm lẫn khái niệm đáng ngại. Tôi không ngại trên thị trường có quá nhiều sản phẩm hàng sang, tôi chỉ ngại có hiện tượng lạm dụng khái niệm hàng sang tại một số dự án chỉ ở mức cao cấp. Đâu là ranh giới giữa bất động sản hàng sang và cao cấp? Đó chính là sự khác biệt của một dự án tạo nên một nét độc đáo, không lẫn với các sản phẩm khác. Có thể những khách hàng bình thường khó nhận ra, nhưng đối tượng thực sự của dòng sản phẩm sang trọng chắc chắn sẽ thấy được điều đó. Do những người rất giàu, họ cũng có những cái yêu cầu rất khắt khe đối với những cái dự án và những căn hộ siêu sang. Cho nên chúng tôi cũng đề nghị với các doanh nghiệp của chúng ta, nếu đã làm dự án siêu sang là nó phải ở đẳng cấp thế giới. Tất cả những cái yếu tố khác biệt mà tất cả các dự án khác là không có thì nó phải có ở chỗ dự án siêu sang. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn đang đầu tư phát triển các dự án này cần phải có nghiên cứu kỹ các cái loại sản phẩm tương tự ở trên thế giới, và từ đó chúng ta đưa vào Việt Nam những cái sản phẩm mà phù hợp với cái nhu cầu của giới siêu giàu này. Chính vì những đòi hỏi khắt khe này mà phân khúc hạng sang có tỷ lệ rất nhỏ và cũng chỉ nhắm đến nhóm đối tượng khách hàng rất nhỏ. Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như số lượng người giàu tại Mỹ chiếm khoảng 1% dân số, thì con số này tại Việt Nam chỉ còn vào khoảng 0,01%. Những căn hộ hạng sang do đó cũng không hiện diện trong toàn bộ một tòa nhà mà chỉ ở một số vị trí đẹp nhất, với số lượng rất ít. Dự án Gateway Thảo Điền, một dự án cao cấp tại quận 2, chỉ có 22 căn hộ hạng sang trong tổng số 439 căn. Còn tại dự án The Nassim mà giới bất động sản nhắc đến khá nhiều thời gian qua, cũng chỉ có 4 căn penthouse sang trọng. Chủ đầu tư cho biết những căn hộ này đều đã có chủ hoặc đã được giữ chỗ. Chủ nhân của các căn hộ này đều là những người từng sống và làm việc ở nước ngoài, giữ những vị trí cao cấp tại các công ty nên đã quen với việc sống trong các căn hộ siêu sang. Họ cũng là người còn khá trẻ, có cách nhìn hiện đại nên hiểu được giá trị của các căn hộ hạng sang trên cao so với những căn villa triệu đô mặt đất. Trong chuyên mục Mỗi ngày một con số, kỳ này chúng tôi muốn đề cập đến con số 6,8 tỷ đô la. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, theo công bố từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 4, 2016, cả nước đã thu hút được 697 dự án FDI mới, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 5 tỷ đô la, đồng thời có 314 lượt dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm 1,8 tỷ đô la. Như vậy, tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt gần 6,8 tỷ đô la, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Cùng xu hướng tích cực đó, thì vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,7 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Trong các ngành, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất với số vốn đăng ký đạt hơn 5,2 tỷ đô la, chiếm hơn 76% tổng vốn đăng ký. Kế đến là các lĩnh vực như khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ. Xét về địa phương, Hải Phòng là địa phương có số vốn FDI đăng ký lớn nhất với gần 1,6 tỷ đô la, chiếm hơn 31% tổng số vốn đăng ký mới, tiếp đến là Hà Nội, Bình Dương và Bắc Ninh. Còn tính về nhà đầu tư thì 4 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 2,48 tỷ đô la, chiếm gần 49% tổng vốn đăng ký cấp mới, kế đến là Singapore, Đài Loan và Nhật Bản. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại phần đầu bản tin Cà phê Sài Gòn. Ở phần tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cập nhật những nội dung như sau. Tìm hiểu ranh giới nào giữa văn minh với kỳ thị trong doanh nghiệp.